tiên của mình là giáo sư Kama cơ. Có đúng các bạn tắc kè không? Hãy lắng nghe xem tắc kè đều bao nhiêu lần và bắt chước lại nhé. Nào. Mấy lần? Con đến được mấy lần ở quê? 7 lần. Thế con thấy Hà thì sao? 7 lần, rất giỏi. Và bây giờ hãy đi sâu vào quốc dân tiếp nha. Lấy xong hãy thân nhanh ngồi về vòng tròn của mình nhé.
con vật gì? Con bướm. Con gì nữa? Con ong, con cánh cam, ốc sen. Con mời bạn Thái Sơn. Con lấy được con vật gì đấy? À, con lấy được mấy con cánh cam? Con đếm xem nào. Con ngồi xuống đếm xem nào. Đếm nào. À, vì sao gọi lấy 9 con cánh cam? À, rất là. Cô sang mời bạn Ngọc Nhi, con lấy con vật gì? Con lấy mấy con bướm? Vì sao lại lấy 7 con bướm? À, có thể số 7. Trong nhóm của mình, các bạn hãy đếm nhầm để kiểm tra mình đã lấy đủ con vật theo đúng yêu cầu chưa nhé. Nên đang đếm đủ chưa không? Có bạn nào thiếu không? Hai bạn ngồi cạnh nhau hãy cùng kiểm tra kết quả của nhau nào. Đủ chưa các con? Để thực hiện yêu cầu tiếp theo của cô Giang, cô mời các nhóm hãy ngồi rộng ra một chút. Kéo những chiếc lá của mình ra rộng một chút. Yêu cầu như sau. Trên những chiếc lá của mình, các con hãy ghép các con vật thành từng cặp. Các con hãy ghép những con vật thành từng cặp. Nào các con bắt đầu. Các con lưu ý nhé, chúng mình xếp các cặp cách xa một chút để chúng mình có thể dễ quan sát nhé. Nào, bắt đầu lên. Xong chưa nào? À, hãy quan sát và cho cô biết có điều gì đặc biệt. Mê Lâm. Đâu, chiếc lá nào con? Chiếc lá số mấy hả con? À, bạn Mê Lâm có chiếc lá số 5, chiếc lá số 9 bị thừa ra. Bạn Nam nữa nào? Cô mời bạn Quang Khải. Nam, con hãy nói con có chiếc lá gì và có điều gì đặc biệt trên chiếc lá của con? Thừa ra một con vật ở chiếc lá số mấy? Cái chiếc lá số 9. Thế còn chiếc lá bên cạnh thì sao? À, không bị thừa. Cô mời bạn Phát Nguyên. À, bị thừa ở số 1. Những ai có chiếc lá số 1 nữa? Xem nào. Các con thấy thế nào nhỉ? Chiếc lá số 1, con vật trên chiếc lá số 1 thì làm sao? Không có bạn. Không có bạn cùng nên không ghép được đôi, bởi vì số 1 chỉ có mấy con vật thôi? Một con vật thôi. Các nhóm hãy quan sát thật kỹ những con vật trên chiếc lá của mình. Những chiếc lá nào có con vật bị thừa ra khi chúng mình ghép thành cặp, hãy đẩy những chiếc lá đó vào phía bên trong vòng tròn. Hãy đọc câu số trên những chiếc lá đó nào. 3, 4, 5, 6, 7. Cô mời nhóm của con hãy đọc những chiếc lá số. Mời nhóm của con nào. 3, 4, 5, 9, 7. Cô mời bạn Minh Trang, con hãy đọc giúp cô những chiếc lá của nhóm con từ đầu 7 vào trong. Mời bạn An Nhiên, bạn Ngọc Hân cùng đọc nào. 5, 1, 3, 9, 7. Bạn nào thật tích mắt phát hiện cho cô những con vật trên những chiếc lá các con vừa đẩy vào trong có điểm gì chung? Ai phát hiện ra? Nguyễn Minh Hà. Câu hỏi là những chiếc lá bị vừa ra một con. Ai phát hiện ra không nữa? Bạn Bình Dương. Các con hãy chỉ vào cái con vật thừa ra trên những chiếc lá, cô xem nào. Đâu? Quỳnh Anh đâu? À, đâu con vật thừa đâu? Đúng rồi, rất giỏi. Các con chào bàn tay. Các con ơi, những số khi các con vật ghép thành từng cặp có con vật thừa ra hoặc đứng một mình được gọi là số lẻ. Số gì hả các con? Số gì nhỉ? Số lẻ. Hãy
cô những số lẻ nào? Số mấy? Mời nhỏ con hãy đáp lại giúp cô những số lẻ. 1, 3, 5, 7, 9. Cô mời bạn Diệu Anh đọc giúp cô số lẻ nào. 9, 1, 7, 3. Cô mời bạn Quỳnh Anh hãy đọc số lẻ giúp cô. Có chỉ vào nào. Rất giỏi. Thế còn những chiếc lá ở phía ngoài thì sao? Các con hãy quan sát các con vật trên những chiếc lá đó. Khi ghép thành từng cặp có điểm gì chung? Không có bị thừa ra. Có bị thừa ra không? Không. Nhóm của con thế nào? Nhóm của con thế nào nhỉ? Không bị thừa ra. Nhóm con có giống bạn không? Có. Nhóm của con thì sao? Không thấy là thế nào nhỉ? À. Đó là những số nào? Hãy đọc tên số đó giúp cô. 6, 6, 6, 6. Các con chỉ vào những chiếc lá và đọc giúp cô nào. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Cô mời nhóm của bạn Nguyên Lâm đọc giúp cô. Số nào? 6, 6, 6, 6, 6, 6. Mời nhóm của bạn Đình Dương đọc giúp cô. À, rất giỏi. Những số khi các con vật ghép thành từng cặp đủ đôi, không có con vật thưa ra thì được gọi là số chẵn. Số gì? Số chẵn. Cả lớp một lần nữa hãy đọc giúp cô những số chẵn trên những chiếc lá của mình nào. 1, 2, 3, 4, 5. Rất giỏi, khen con, chào vào tay. Yêu cầu khó hơn. Ở mỗi nhóm, các con hãy xếp những chiếc lá của mình thành hàng theo thứ tự từ 1 đến 10. Mời con. Đây, xếp ở đây. Con có thể xếp ở đây, con thích được. Nào, tụi anh có muốn được không? Các con xếp dãy số làm sao để khi chúng mình ngồi có thể nhìn lên được cô nhá. Xong chưa? Và đọc ngược lại giúp cô. 10, 9, 8, 7, 9, 10, 10, 10, 10. Các con hãy đọc giúp cô những số lẻ. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Nào, nhóm của bạn Nguyên Lâm và Diệu Anh đọc giúp cô những số lẻ nào. Bạn Phương Nguyên và Minh Hà hãy cùng chỉ tay và đọc cùng các bạn nào. Đọc lại cho cô. Ở nhóm bên này các con hãy giúp cô ra đọc những số chẵn. 2, 4, 6, 8, 10. Bạn nào có thể đọc giúp cô dãy số, đọc giúp cô những số lẻ. Mời bạn Thanh Thành. Ai giúp cô đọc dãy số chẵn? Mời bạn Thái An nè. Các con hãy quan sát những chiếc lá của mình và cho cô biết có điều gì đặc biệt trong cách sắp xếp của số chẵn và số lẻ trong dãy số từ 1 đến 10. Hãy phát hiện được cô. Cô mời bạn Nguyên Lâm. Số nào lẻ ra một con? À, số 1 bị lẻ ra một con. Và cô đang muốn hỏi con suy nghĩ để tìm ra cách sắp xếp của số chẵn
và số lẻ trong dãy số từ 1 đến 10 mà con vừa xếp. Chúng mình hãy nhìn một lần nữa và cho con biết có điểm gì đặc biệt. Mời con Thầy An. Một số lẻ xong đến một số chẵn. Chúng mình thử nhìn vào dãy số xem có đúng không. Đúng không? Rất giỏi, khen bạn Thái An, chào vào tay nào. Các bạn chú ý nhìn lên cô này. Bạn Châu Linh nhìn thấy cô đang chưa? Trong dãy số từ 1 đến 10, số lẻ và số chẵn được sắp xếp xen kẽ nhau. Một số lẻ rồi đến một số chẵn. Một số lẻ rồi đến một số chẵn. Số nhỏ đứng trước, số lớn đứng sau. Các con đã hiểu chưa nào? Rồi. Bây giờ ở các nhóm, các con hãy tách số chẵn, số lẻ thành hai hàng. Mời con. Các bạn xong chưa? Xong chưa nào? Hãy đọc giúp cô dãy số lẻ. Đọc, các bạn hãy chỉ tay vào những chiếc lá giúp cô nhé. Đọc lại nào. Hãy đọc giúp cô dãy số chẵn. 2, 4, 6, 8, 10. Mời nhóm của bạn Khánh Thư đọc giúp cô dãy số chẵn. 2, 4, 6, 8, 10. Nhóm của Thái Sơn hãy đọc giúp cô dãy số lẻ. 4, 3, 5, 7, 9. Rất giỏi. Bây giờ các con hãy cất giúp cô những chiếc lá có số lẻ vào trong rổ. Lấy rổ của nhà Thánh Tân lên không? Đây, rổ của nhà con đây. Chỉ cất những chiếc lá có số lẻ. Xong chưa? Xong chưa nào? Nhóm của bạn Diệu Anh đã xong chưa? Để rổ ra phía sau. Trước mặt các con còn lại những chiếc lá có số gì? Số gì? Hãy đọc lại dãy số chẵn giúp cô. 2, 4, 6, 8, 10. Các con hãy cất giúp cô những chiếc lá có số chẵn vào rổ nào. Xong chưa? Cô mời bạn nhóm trưởng cất giúp cô đồ dùng. Và các bạn khác hãy lại gần đây với cô. Chúng mình vừa được cùng nhau tìm hiểu đề số chẵn và số lẻ. Và sau đây sẽ là một trò chơi rất thú vị có tên là nhìn nhanh đoán đúng. Các con muốn tham gia không? Có. Hãy bật chiếc lên màn hình và chúng mình cùng chơi thật vui nhé. Con thì hay số 5 là số chẵn hay số lẻ? Phải tắt đèn. Ồ, số mấy vậy? Có phải không? Có phải là số 8 không nhỉ? Số chẵn, đúng rồi, rất giỏi. Ủa, không gian này giống số 3 thế. Số 2, số 3. Số 2, số 3. Số 2 là số chẵn. Nó học nhiều rồi. Số 2 là số chẵn. Số gì? Số 5. Số 5 nữa không nhỉ? Số 9 là
con giỏi quá. Chúc mừng các con đã hoàn thành trò chơi. Nghe cô giáo hỏi này, khi ở nhà và lúc đi ngoài đường, các con có nhìn thấy số chẵn và số lẻ không? Có. Nhìn thấy ở những đâu? Kể cho con nghe. Số nhà ở đâu nữa? Ô tô. Thế cả lớp có biết số chẵn và số lẻ được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống của chúng mình không? Biết không? Cái này. Các con biết không, số chẵn và số lẻ được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống. Ở trên các tuyến phố, các dãy nhà được quy định một bên là nhà số lẻ. Số mấy? Năm. Số mấy đấy? Năm. Năm rồi. Một bên là nhà số chẵn. Việc quy định này giúp cho mọi người có thể tìm địa chỉ nhà một cách dễ dàng. Nhà tiếp theo sẽ là. Vì sao con lại biết thế? Vì đây là dãy nhà. Rồi, xem nhé, có đúng không nào? Xin chúc mừng các con nhé. Ở các chung cư cao tầng, trong thang máy, lúc tắt lên các tầng cũng được xếp một dãy số chẵn và một dãy số lẻ. Nếu các con để ý, cũng sẽ thấy được trên lớp lịch hàng ngày lần lượt cứ một ngày lẻ rồi đến một ngày chẵn, một ngày lẻ rồi đến một ngày chẵn. Các con còn nhìn thấy số chẵn, số lẻ ở đâu nữa? Chúng mình hãy cùng tìm hiểu thêm nhé. Con đã biết được ứng dụng của số chẵn và số lẻ chưa? Cô Giang mới chỉ giới thiệu một phần thôi, và chắc là còn rất nhiều những điều khác. Cô Giang sẽ nhớ các con về nhà tìm hiểu thêm về ông bà bố mẹ. Và hãy chia sẻ với nhau ở những buổi học sau nhé. Con có đồng ý không? Và tiếp theo sẽ là một trò chơi cực kỳ sôi động. Ai có tham gia nào? Chắc là... trong lớp học ngày hôm nay có rất nhiều vật chứng được giấu ở toán những chiếc tên. Và nhiệm vụ của các bạn nhỏ là sẽ phải đi tìm những quả chứng đặt vào thanh. Các con có muốn tham gia không? Có. Để chơi được trò chơi này, con hãy thật nhanh chia về hai đội. Mỗi đội có 10 bạn. Nếu con chia từ lớp xanh nhá. Các con hãy kiểm tra thành viên của đội mình xem đã đủ số lượng 10 như cô yêu cầu chưa? Cô giúp nhá. À, chúng mình cùng đến. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thiếu mấy nhỉ? Thiếu mấy bạn nhỉ? Thiếu mấy bạn? 2, 3, 4, 5. Bạn Ngọc Nhi đã phát hiện ra là thiếu nhỉ? Bạn Tử Liêm nhỉ? Bạn nào đứng ra? Bạn Tử Liêm nhỉ? Các con hãy đứng xuống vị trí dưới xanh cô nhỉ? Không vấn xa, không xa. Để đi lấy được trứng, chúng mình sẽ phải di chuyển bằng đôi dép tình bạn đến vị trí lấy trứng. Và các con có biết tại sao vậy được gọi là đôi dép tình bạn không? Nó là có hai người. Chỉ có hai người. Và tại sao nữa? Tại vì dép nó to. Đôi dép to dành cho hai người nên được gọi là dép tình bạn. Và đặc biệt khi di chuyển trên đôi dép này cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng, khéo léo giữa hai bạn để không bị ngã. Để lấy được trứng, các con hãy đặt dép ở vị trí dưới vạch. Sau đó, ở mỗi lượt chơi sẽ có hai bạn ở mỗi đội cùng di chuyển trên đôi dép và đang đi cùng cô nhé. Mình thỏ chân vào dép này. Chân bước nào. Nào, bước. Chúng mình sẽ phải di chuyển thật nhịp nhàng, khéo léo. 1, 2, 1, 2, rồi dừng lại.
chúng mình sẽ chọn những quả trứng ở trong rổ. Một đội chỉ được chọn những quả trứng có số chẵn, một đội chỉ được chọn những quả trứng có số lẻ. Đặt vào khay trứng theo đúng yêu cầu của đội mình. Sau đó thật nhanh mang đôi dép về vị trí để dành cho đôi bạn tiếp theo. Và luật chơi của trò chơi này, mỗi lượt chơi, mỗi bạn chỉ được chọn một quả trứng. Khi bản nhạc kết thúc, đội nào có nhiều quả trứng hơn thì sẽ giành chiến thắng. Các con đã rõ chưa nào? Bây giờ chúng mình hãy cùng bốc thăm để chọn xem đội nào là đội chẵn và đội lẻ nhé. Cô mời bạn Nguyên, Nguyên Lân. Hãy giơ số cho bạn xem. Bên này các bạn có số? Chẵn. À, số mấy đây? Số 8 là số chẵn, các bạn chỉ được chọn những quả trứng có số chẵn. Còn bên này các bạn có số mấy? Lẻ. Là số mấy nhỉ? Lẻ. À, vậy các bạn đội bên này sẽ chọn những quả trứng có số lẻ. Rất chính xác. Các con đã nhớ yêu cầu của đội mình chưa? Rồi. Các con đã sẵn sàng tham gia chưa? Rồi. Con mời hai bạn chơi đầu tiên về vị trí nào. Cho một cặp cùng nhau đã. 3, 2, 1 bắt đầu. Có bạn nào sai không? Có. Có một ai ạ.
số 3 là số lẻ hay số chẵn nhỉ? Giống hôm qua nhỉ? 10 phút. Và thiếu anh hơi nhiều một tí, số 3 là số gì hả con? Các bạn hãy cùng đứng dậy với cô Giang nào. Chào cô, chào các bạn. Thôi thì rồi bây giờ cho ngồi lên ghế đi chứ.